Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Đức Quý Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới vui vẻ. Vâng, và hôm nay em lại tiếp tục đi đồ cũ quay cho các bác xem. Cũng lâu rồi em bận, với cả em đi thì cũng không có gì mới, em quay cho các bác xem. Thì hôm nay em đi đến cửa hàng mới thì em thấy có mấy món đồ rất là đẹp, thì em quay cho các bác xem. Các bác ủng hộ em cho em xin một like, một share và đăng ký kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Vâng, ở trước mắt các bác là một đôi, hai đôi JBL NE15A bát 38cm, cả viền nữa là 40, củ bằng Anico, có giá ngoài 20 triệu nhé các bác nhé, 120W 8 ô. Đấy, rất hai cặp rất là đẹp, người ta không cho sờ nhé các bác nhé. Đấy, người ta không cho mình sờ vào xem như thế nào, thì em cũng chỉ quay thế này thôi. Đấy, rất là đẹp. Đôi hai đôi JBL NE15A đẹp lắm các bác ạ, nhìn rất là đẹp. Ở đây có một cặp của NE Fast, tần nó nhìn rất là gấu này các bác nhé, rất là đẹp, giá cũng rất đắt, giá ngoài 10 triệu nhé các bác nhé. Đó, và một cặp Martin Tok MC40 mono block có giá khoảng gần trăm các bác ạ, gần trăm triệu một cặp mono block này, Martin Tok 40, rất là đẹp nha các bác nhé. Đó, này nó dùng bóng 12AX7 một chiếc, 12BH7 một chiếc và 12AU7 một chiếc, rất là đẹp. Đây đang dùng bóng 6N6 GC hoặc là bóng 7027A, nó thay được hai bóng nhé các bác nhé. Em thì không, nó không cho sờ, đắt tiền nó không cho sờ nhưng em không quay được cho các bác xem. Bên dưới này thì con Lukman CN35, con này là con dề nhưng mà nó hỏng nhé các bác nhé, nó hỏng, gia cự nó bị lỗi rồi. Điện thì nhận nhưng mà không ra âm thanh nhé các bác nhé. Đây là một con CN35 Lukman CN35, con Pari đèn đấy các bác ạ. Tiếp theo nữa là một con MQ60, con này cũng là Lukman này, cũng có giá rất đắt, ngoài 15 triệu, rất là đẹp nhưng mà nó bị hàng bị lỗi, bị hỏng ấy các bạn, lỗi hỏng nó rất là đắt. Đó, ở đây nữa một chiếc Tên Đông PMA 2000, rất là đẹp, mặt mũi thì nó cũng bị các nấm tấm bẩn bẩn đấy, những cái nâu đi là nó cũng sạch đấy. Ra 160W 8 ô, mặt vàng phay nhôm nhé các bác nhé. Giá hơn 7 triệu. Đó là một con Denon PMA 2000 nhé các bác nhé. Con này nặng lắm, con này 20 cân rưỡi thì phải. Đóng thùng nhé, vào nó phải tầm 22 cân. Đó. Và tiếp theo nữa là một con Marang SA 17S1, con này có giá hơn 10 triệu. CD này đẹp lắm các bác ạ, em thấy nó rất là đẹp đấy, mặt vàng phay nhôm, mặt nó hồng hồng ấy các bác ạ, con này là mặt nó hơi hồng hồng,
quán này nó rất kỹ tính, thành ra là em cũng không dám xoay đằng sau, nó không cho sờ vào, nó rất là đẹp. Đó là một con Marang SA17S1, vẫn còn khiển nha các bác nhé, con này vẫn còn dây nguồn và khiển. Đó. Bên dưới là con Sunny MXD D400 này, cả CD và MD. Ở đây nó ghi rất đơn giản thôi, nó chỉ ghi là chảy xước thôi, có chảy xước và không có gì kèm theo. Đó. Và tiếp theo nữa là một em đinh lông PMA 309 390 series 5 ở series 4, em xin lỗi các bác. Đấy, con này thì rất là đẹp nhé các bác nhé, cực đẹp luôn, nhìn rất là mặt vàng phanh nhôm, nhìn nó có một cái kiểu rất là nhìn sang, nhìn nó sang. Đúng, nhìn màu đen thì nó sẽ khỏe hơn, nhưng mà màu đen chanh thì nhìn nó sẽ sang hơn. PMA 309 series 4. Con này có giá ngoài 3 triệu nhé các bác nhé. 100 mẫu áp là 8 ohm. Rất là đẹp, con này vẫn rất là đẹp. Mấy con Marang này thì nó là của Made in China. Thì các bác không muốn xem thì em cũng không quay đến. Và tiếp theo nữa là một con đen lông PMA 3390 SE. Con này có giá ngoài 4 triệu. Chèo kháng 8 ohm, 100W, 4 ohm là được 200W. Bảo hành 3 tháng nhé các bác nhé. Con này thì màu đen. SE, đen lông SE. Con này vẫn còn khiển nhé các bác nhé. Đấy, vẫn còn khiển, em quay qua như vậy. Loa thì cũng rất là nhiều, quay vào mấy cái loa xịn xịn cho các bác xem. Đây mấy con cơ than của Boss này, đây là cơ than TP37F là của Đen Long. Đề loa này cài ép loa cây 3 đường tiếng. Con này có giá ngoài 10 triệu, chèo kháng 8 ohm, 90 decibel nhé các bác nhé. Nó cây, nhìn đẹp lắm, nghe căng ở bên trong kìa. Đó. Rất là đẹp. Màng giấy gân vải nhé các bác nhé. Nó có cái kiểu như cái lưu đạn ở giữa chép, ở giữa cái nòng bát, chép thì bóng loáng luôn. Nhoáng lên, nó bằng nhôm, chép nó bằng nhôm. Rất là đẹp. Và tiếp theo nữa là một đôi của Dainy này. Có model là Lenso 5AX. Con này có giá ngoài 13 triệu, ngoài 14 triệu. Đúng, con này cắm điện, bắt được cả Bluetooth chứ các thứ nhé các bác nhé. Và tiếp theo nữa là con Dainy Henicon 300. Con này có giá ngoài 30 triệu. Con này có hai chép, một siêu chép này, một chép và một bát này. Các bác thấy không? Đấy. Siêu chép chép điện của nó bên trên này, cuối cùng ấy. Đấy, một cái chép đôm ở giữa và bát. Con này có giá hơn 30 triệu. 86 decibel, 4 ohm, 200W. Rất là đẹp. Đồ đó như em nhìn rất là đẹp đấy các bạn. Đó thì em thấy quán mới này nó cũng khá là nhiều đồ, nhưng mà nó không nhiều hẳn, nó chỉ có vài đồ nhưng mà nó rất là chất lượng, rất đẹp đấy. Em thấy nó rất là đẹp đấy. Đấy, như con cơ than này CAC này, ST930 có giá khoảng 20 triệu rồi. Rất là đẹp nữa.
Audio Technic. Hôm nay em đi thì thấy những cái con nào mà nó đẹp đẹp mà các bác hay hỏi thì em quay cho các bác xem nhé. Đó thì các bác thích thì hãy liên hệ với em qua Zalo của em 0967815285 thì em sẽ trả lời các bác ở trên Zalo. Các bác gọi thì em sẽ nói chuyện. Rồi em cũng đi làm, thành ra là nhiều bác gọi vào những cái giờ đêm. Bên Nhật thì nó hơn ở Việt Nam 2 tiếng nhé các bác nhé. Nhiều bác gọi đêm thì em cũng không nghe được. Em nghe được khoảng từ 5 giờ tối đến 10 giờ tối thôi nhé các bác nhé. Còn ngoài ra gọi thì em lúc ấy em cũng phải đi ngủ để hôm sau em đi làm. Nên ra này em không tiếp được các bác thì mong các bác thông cảm. Đó, thì video này em quay giới thiệu qua cho các bác về những cái mặt hàng như thế. Hôm nay em đi có những con nó như vậy. Thì các bác thích mặt hàng nào thì hãy liên hệ với em nhé. Qua Zalo của em 0967815285. Thì em cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo ạ. Em xin kính chào các bác.